Tiền gắn bó nơi đây, ngày lại ngày xoay hàng xây, sức tiếp sức ta xây dựng trường. Chúng ta luôn sẵn sàng, vui góp công cùng với đất nước, đi lên cùng hát ca vang. Vai sát vai đừng kề bên nhau, mong bước mong ta đi dựng xây trường ngoài thương. Bạn ơi, trường của ta như muôn hoa, chim vui ca ríu rít nơi đây, lòng nhu lòng phong sung phong, bước tiếp bước ta đi dựng. Đi sâu trong đường khắp thế giới, đi lên cùng hát ca vang. Vai sát vai lên đường dừng say. Khi đầu 40 năm, 35 năm rồi mình phát triển ra. Wow. Người hành đất ở trong định nghĩa về hành cũng là đéo gì để mất cả, cho nên đéo gì. Không có gì mất. Của ta như muôn hoa, chim vui ca ríu rít nơi đây, lòng nhu lòng phong sung phong, bước tiếp bước ra đi dựng đời. Đời ta luôn sẵn sàng, đi dấu chân đường khắp thế giới, đi lên cùng hát ca vang. Vai sát vai lên đường dừng xây, nhanh bước nhanh trên con đường xa, nào cùng ca. Bạn ơi, tạo thiện trường bao thân yêu, muốn vươn xa thắm thánh bay đi, lòng dạt dào bao con tim, cất tiếng hát hẹn khi trở về. Dù xa rồi cách ngăn, tim chúng ta hằng nhớ chân phu, nay ta được chắp cánh bay. Vui bước vui trên trường phồn thế, bao khó khăn gian nguy nề chi, nào cùng đi. Bạn ơi, vui bước vui trên trường phồn thế, bao khó khăn gian nguy nề chi, nào cùng đi. Chào đón tất cả quý vị, là những thành viên của lớp Anh 9B khóa 1978-1983 trường Đại học Ngoại thương. Chúng ta đang cùng nhau có mặt tại Tả Đà Spa Resort để tham dự chương trình kỷ niệm 40 năm nhập trường trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thời gian chưa đi thật nhanh. Với ngày nào chúng ta còn là những cô cậu học trò bỡ ngỡ bước vào mái trường Đại học Ngoại thương thân yêu. Vậy và tất cả những gì là khắc hoài, là lo âu, là lạc lẫm. Và giờ đây đã 35 năm trôi qua kể từ ngày chia tay mái trường đấy. Và thưa quý vị thân mến, cho đến giây phút này đây, tất cả chúng ta trong cái khoảng thời khắc của mùa chia những ngày đáy đỏ của mùa học lớp, chúng ta lại tụ họp về đây tại Tả Đà Spa Resort. Để làm gì ạ? Để chúng ta gặp lại nhau, những người bạn thời nào, những người anh em, những người bạn thân thương của chúng ta. Và ngay lúc này con Vũ rất mong muốn rằng là tất cả các cô chú và các quý vị, chúng ta hãy cùng quay sang những người bạn của mình để dành cho nhau những nụ cười thật tươi và những tràng pháo tay thật lớn của các thành viên lớp 9B. Ngay từ ngoại thương thân yêu thì chúng ta những hình ảnh đẹp nhất, những kỷ niệm lãng mạn nhất sẽ hiện lên cho chúng ta cảm xúc bồi hồi và xúc động. Chúng ta mong muốn quay trở lại những thời gian được cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tâm sự và cùng nhau lao động ở sông Tô Lịch, cùng nhau đào phòng tuyến sông Cầu, được quay trở về những ngày hoạt động quân ngũ ở đền bàn sơn Tây. Hiểu được những tâm tư nguyện vọng đó của tất cả thành viên lớp. Chính vì vậy ngày hôm nay những thành viên của lớp Anh 9B đã quyết định rằng tổ chức một chương trình, một cuộc họp mặt giữa những thành viên của lớp Anh 9B khóa 1978-1983 với mong muốn rằng chúng ta ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, mong muốn rằng chúng ta sẽ cùng nhau có lại những khoảnh khắc đẹp nhất của thời sinh viên, của những chàng trai cô gái, đó là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Và ngay lúc này để chúng ta tiếp theo chương trình, Quang Vũ xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu một vị đại diện cho ban liên lạc của lớp sẽ có đôi lời phát biểu cũng như là chia sẻ cảm nhận của mình với thời gian gắn bó cùng với tập thể lớp. Sau đây xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu chú Hòa. Chú sẽ chia sẻ những tâm tư cũng như là có đôi lời phát biểu tới cho tất cả thành viên lớp của chúng ta. Xin trân trọng kính mời chú. Xin cảm ơn Quang Vũ. Kính thưa
anh Dũng, anh Viên, anh Thắng, anh Cường, anh Quyền là những người anh thân gửi các bạn Thành Bích, Vinh, Thành Sumo, Kim Anh, Quỳnh Hương, Mai Ánh. Thế là chúng ta cộng với Hòa, chúng mình hôm nay là tổng số mình có được là 12 người, so với ngày đầu chúng ta có 23 người thì chúng ta cũng thôi vui cũng nhớ cái buồn ấy. Chúng ta có ba anh chị và bạn trong lớp của chúng ta đã đi xa, thì chúng ta còn 20 người, tiếp là một số anh em ở Sài Gòn, ở nước ngoài hoặc không thể tới được. Và hôm nay là chúng ta lần thứ hai, lần đầu nhất chúng ta là năm 2016 chúng ta tụ tập được ở tại Phú Quốc, thì hôm nay thì nó cũng là một sự kiện như thế thôi. Hơn một tí, đó là 35 năm chúng ta chia tay, tương tự là 40 năm chúng ta gặp nhau. Thế thì Mõ Hòa, theo sự ủy thác của anh em thì cũng rất vui hôm nay là chúng ta cũng tụ tập được. Thế thì mọi người đều khỏe mạnh, đều vui vẻ, đó là điều hạnh phúc nhất. Thế và có lẽ là không quen phát biểu, thế thì thôi chân thật hoan nghênh tất cả chúng ta tụ tập ở đây ôn lại những cái kỷ niệm nhìn thấy nhau, và mong là sau cái lần này chúng ta phát huy lên, cố gắng hai tháng gặp nhau một lần mình nhẹ. Thế còn nếu mà tụ tập lớn thì chúng ta sắp tới chúng ta có cái cổ khóa 19. Thế rồi mong muốn của Hòa là có thể là một năm chúng ta gặp được hai lần. Thế tinh thần là như thế, thì hoan nghênh tất cả mọi người, xin cảm ơn mọi người là những người mà được anh em giao cho là Mõ làm một tổ chức, thì có lẽ đến giờ này thì cũng cảm nhận được là cái sự thành công là ở mức chấp nhận được. Mong anh chị em còn gì khiếm khuyết thì mình lại bổ túc, rồi năm sau mình bầu ra một cái nhóm liên lạc mới, chúng ta làm hay hơn, lớp thật là gắn kết. Có lẽ thế thôi ạ, không có gì nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị, cảm ơn các bạn MC, rồi cả là Star Resort cộng với tất cả những người phụ công, ca sĩ đã cùng có mặt đóng góp cho cái sự kiện của chúng tôi thành công. Xin cảm ơn. Kính thưa các cô chú thân mến, chú Hòa chính là một trong những thành viên nằm trong ban tổ chức, góp những công rất rất lớn để có thể là tập hợp các thành viên để thông tin và có được một chương trình ý nghĩa như thế này của những thành viên lớp A9B. 2, 3 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nếu mà sát con thì có. Nhưng mà con để nhiều người không nhìn thấy cái gì.
Là mình đấy. Mẹ ngày xưa tóc dài, tóc tôi ở giữa này. Anh Nghiêm này. Đây là Trần Hương. Trần Hương à. Đây đây là Quỳnh Hương này. Rồi. Đây chắc là Hà Khoa này. Đây chắc là Kim Anh. Rồi. Chuẩn. Đây là Hùng. Đúng rồi. Đây là Viện. Đúng. Ông nào? Hương à? No no. You're wrong. Quả đấy là Trần Văn Bằng. Trần Văn Bằng. Tôi nhìn rồi, tôi nhìn kỹ rồi. Tiếp đi bạn này. Vâng. Đây là cái gì đây? Đây là lễ. Đây là Trần Văn Bằng. Chú đi bà. Mẹ đây là ông Trần Văn Bằng. Đây là tóc dài. Tóc dài mà 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 tóc dài. Đây là theo mốt của Bùi Anh Hùng xưa. Thành tích lần sau thầy thành công. Chuẩn luôn. Đây bài phản đúng. Mình có thời gian nghiên cứu rồi. Anh Tiến Cương Nỉ đây. Hà Cô. Các bé thằng Dũng Ngắn đây, thằng là cái này tiếp tục khi mình vào thì ra rồi. Tiến ra. Nhưng mà mình là còn ngay bây giờ Vũ cũng mong muốn rằng sẽ góp một phần để tạo nên cái sự đặc sắc trong chương trình ngày hôm nay qua một game show nho nhỏ nữa, với mong muốn giúp cho cô chú sẽ có thêm những niềm vui và gắn kết nhau hơn. Và ngay lúc này cô chú ơi, Quang Vũ muốn dành tặng cho cái game show này trước tiên là những hot girl của lớp chúng ta. Ở đây có những ai ạ? Những thành viên nữ của lớp chúng ta. Trước tiên xin mời, chúng ta xuất hiện có 3 cô đúng không ạ? Xin mời các cô ạ, là những thành viên đầu tiên. Mời các cô sẽ lên sân khấu để tham gia game show này. Trước tiên là 3 hot girl của lớp, chào hỗ tay đi ạ. Các chú đúng không ạ? Các hot boy ạ, các thành viên của lớp sẽ dành cái chào hỗ tay để chào đón 3 thành viên nữ. Đã từng một thời làm phiêu đứng các thành viên nam của lớp chúng ta. Bây giờ, xin mời các cô. Chỉ có 3 thành viên thôi thì có vẻ là hơi ít. Vũ muốn mời thêm những thành viên khác nữa. Chưa thắng. Làm gì ạ? Chúng làm gì? Chúng lấy điện thoại. Cứ nghĩa là chúng chạy lên đây luôn. Bây giờ Vũ cần 3 chú nữa. 3 chú nào mà nhanh chân nhất sẽ di chuyển lên đây tham gia cùng với ba cô. Ai ạ? Vâng, Vũ sẽ bắt nhịp nhé. 3, 2, 1. Ai di chuyển nhanh nhất thì người đó sẽ được tham gia cùng với 3 hot girl của lớp chúng ta. Sẵn sàng chưa? Các chú sẵn sàng chưa? Chuẩn bị ạ. 3, 2, 1. Thành viên nào? À đây rồi, cô thành viên đầu tiên, chú thắng, cô chào vỗ tay ạ, vỗ tay. À rồi, vỗ tay và các chú, vỗ thành viên tiếp theo. Xin mời, đâu nữa, gần 2 người nữa. Xin mời ạ. Rồi, rất nhanh. Các anh em mà không về là chị em tối về. Đó, có ai lên không? Đó, rất nhanh đây này. Đó, bây giờ này. Rồi, rất hay chú Cương đúng không ạ? Và một thành viên nữa. Rồi một thành viên nữa. Là ai? Hay quá. Mời chú lên đây, mời chạm vào tay theo thành viên cuối cùng của chúng ta. Rồi đây ba cặp đôi. Chúng ta sẽ có một game show nho nhỏ để mang đến niềm vui trong chương trình học lớp buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi biết game show là gì thì các chú ở bên dưới dành những chạm vào tay thật lớn được để chúc cho các thành viên này họ sẽ có được nhiều sự thi đấu được tốt và mang quà về. Ngay sau đây thưa cô chú, Vũ biết được rằng là bây giờ quà với các cô chú không quan trọng nữa rồi, mà quan trọng là những niềm vui, quan trọng là những kỷ niệm, đúng không ạ? Vì game show này cũng sẽ giúp cho các cô chú sẽ có những kỷ niệm ấn tượng với nhau. Và để ấn tượng nhất thì một phần quà không ai ngờ tới. Đấy, đó là một chiếc chai rộng. Đấy, bây giờ nhiệm vụ của các cô chú,
chú Thắng, chú sẽ cầm chai này. Đấy. Đó. Trước tiên thì Vũ xin phép được hỏi cảm nhận của các cô, các chú đã khi ngập gói chai này. Có cảm nhận như thế nào đầu tiên chú ạ? Chai rông chả có gì. Cô biết. Chẳng tôi nghĩ là chú không có cảm xúc cầm. Thế còn cô, cảm nhận của cô thế nào ạ? Cô thấy rằng cái này thì chắc ở trong nó phải chứa được một cái gì đấy sẽ thú vị hơn. À rồi, một cái mong muốn này sẽ phải chứa cái gì đúng không ạ? Rồi lát nữa chúng ta sẽ biết. Còn chú Hòa không, chưa biết gì. À chưa biết gì, ok. Còn cô thành viên cuối cùng. Cô đang xuống gì lớp đầy vào đây. Đấy rồi. Những cái nhu cầu, những cái mong muốn này nó cũng sẽ ở phần sau của game show. Đó chính là, đây ạ, nhiệm vụ của cô chú nhá, đã tham gia là phải hết mình đúng không ạ? Chúng ta phải là những người giành chiến thắng. Và quan trọng để có được những kỷ niệm. Và ngay sau đây các cô chú ạ, Vũ sẽ có một bản nhạc thật sôi động vang lên. Nhiệm vụ của cô chú đó chính là ở trên sân khấu nhún nhảy với những vũ điệu làm sao thật độc đáo nhất. Tại chỗ thôi, không cần phải di chuyển, nhưng biết làm sao là chúng ta phải có những vũ điệu thật độc đáo. Và tiếp tục phải nhún nhảy nhé, có những vũ điệu thật sôi động, thật độc đáo nhất. Tiếp tục là chuyển tiếp. Nhạc Dương, ai đang sở hữu chiếc xe này trên tay sẽ bị loại. Rồi, Nhạc Dương, ai? Chú Thắng à? Rồi, thế thì bây giờ chú là thế nào ạ? Loài. Chú biết loại ạ? Rồi, ok. Tuy nhiên vừa rồi mới là demo thôi ạ. Mạnh giá, lớn hơn. Và chú biết bao nhiêu ạ? 500 nghìn. Tuyệt vời, 500 nghìn đồng và thêm 100 nghìn đồng nữa. Bây giờ là có hứng khởi để chúng ta có thể tranh với nhau rồi đúng không ạ? Rồi, ok. Như vậy là bây giờ này, luật sẽ không có gì thay đổi. Tức là các cô chú sẽ truyền cái chai này. Đó, không đơn giản là chai rỗng nữa, mà là truyền khi nhạc dừng, ai đang cầm chai trên tay, người đó sẽ bị loại. Đó, để tránh bị loại, các cô chú phải truyền thật nhanh nhá. Khi chai đến mình thì phải thật nhanh đẩy sang bạn bên cạnh, sau đó truyền quay lại, cứ quay đi quay lại như thế thôi. Đấy, ok, để tìm ra thành viên cuối cùng. Và sau đây là game sau, đừng để tiền rơi, sẽ bắt đầu một trong một tay thật lớn các bạn, các cô chú bên dưới. Ok, đúng rồi cô, bắt đầu ạ. Chú là thành viên đang sở hữu chai này. À, chúc chú ngon miệng. Rồi. Rồi, ok, bây giờ phần bắt đầu tiếp theo đến từ chú Thắng. Chuyện theo chuyện chuyện. Các bạn tiếp tục. Di chuyển thật nhanh ạ, à, thật nhanh. Bằng hai tay đồng thời nhún nhảy, chúng ta có được những vũ điệu ấn tượng nhất. Đây sẽ là kỷ niệm để cho nhau. Nhạc vẫn còn, vẫn còn. Và chúng ta vẫn tiếp tục. Rồi. Chuyển nhanh. Nhạc dừng ở ai? À cô à, ở rất tiếc phải chia tay với cô, là thành viên tiếp theo phải về chỗ. Cảm ơn cô rất nhiều. Và tiếp tục như thế. Chuyển giữa nhau, hai thành viên, hai nam, hai nữ. Liệu ai sẽ là thành viên cuối cùng ở lại trên sân khấu và bay qua? Được qua này. Nhạc Dương thật bất ngờ lại là một thành viên nữ tiếp theo phải về chỗ. Tiếp tục rồi. Ai đoán sao với nhau? Điều là sự đa năng của đất thể hiện trong cái show này hay không? Hay quyết tâm giành chiến thắng, ai sẽ thể hiện mình? Thôi một thành viên thôi, chỉ một người về chỗ thôi, giám khảo ạ. À thôi, gà lăng đi ạ, cảm ơn chú Hòa rất nhiều. Chúc chú ngon miệng. Mời cô chú đứng đối diện nhau. Đấy, quay mặt vào nhau, mắt nhìn nhau âu yếm. Rồi, và xin mời cô. Bây giờ nha, nhiệm vụ của hai cô chú đó chính là nhạc nổi sẽ tung cái chai này. Tung cho nhau, chứ không phải là truyền nữa. Hay là nhún nhảy đi ạ, phải nhún nhảy. Đấy là cô chú. Đấy, thi mắt này. Tiếp tục, chuyển với nhau. Thành viên tiếp theo, Nhạc Dương, ai đang sở hữu chai này thì đó sẽ phải về chỗ. Ở hướng cổ vũ đi ạ, các chú cổ vũ nhiệt tình lên. Tiếp tục. Đấy, một tí tu hướng của hai thành viên. Một phát rơi
Đừng tính rồi. Tiếp tục bạn nhanh lên, tốc độ phải nhanh lên. Ông đừng để tiền rơi, nhanh lên, nhanh lên. Tiếp tục, tiếp tục. Chúng ta đừng để tiền rơi. Ở nhẹ nhàng quá. Nâng niu. Ai sẽ là thành viên phải về chỗ. Ở đây không thể có sự sắp xếp nào nhé, thưa chú Thắng ạ. Mặc dù chú là thành viên phải về chỗ nhưng mà chú rất vui, đúng không? Bởi vì chúng ta giành chiến thắng cho một người đẹp như thế này, đúng không ạ? Cảm ơn chú Thắng rất nhiều. Đây chính là thành viên xuất sắc của chúng ta. Cô chú ơi, dành một tràng vỗ tay đi ạ cho thành viên giành chiến thắng. Trước khi mà cô nhận phần quà này ra về, cô có thể giới thiệu đôi chút về bản thân của mình cũng như chia sẻ cái cảm xúc khi mà nhận được phần quà này không ạ? Đây, thực ra hôm nay thì tham gia buổi này rất là cảm động, và đặc biệt tham gia trò chơi, những cái trò chơi này giúp cho cô nhớ lại cái thời mà cô đi học, và rất cảm ơn tất cả những cái nhà máy trợ cũng như là tất cả anh chị em trong lớp đã tham gia động viên hôm nay để cô có thể tham gia được cái game rất là vui. Xin cảm ơn cô Kim Anh rất nhiều và một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho cô ạ. Thưa cô chú thân mến, ông Vũ xin được mời cô chú sẽ chúng ta quay lại với những tiết mục biểu diễn đến từ các nghệ sĩ ở phần biểu diễn đầu tiên với những bài hát, với những giai điệu để hát về quê hương Ba Vì, thì ở phần tiếp theo sẽ tiếp tục những hình ảnh đó quê hương Ba Vì sẽ được gửi tới cho các cô chú, mà chính là phần giao lưu giữa những thành viên của lớp Anh 9B của chúng ta với những nghệ sĩ, những người con của quê hương Ba Vì qua những điệu nhảy mang đặc bản sắc của người dân tộc Thái, đó chính là điệu nhảy Sam. Và hy vọng rằng sẽ có sự tham gia của tất cả các cô chú ở đây luôn. Các cô chú sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng để tham gia không ạ? Đây là một điệu nhảy, một điệu múa hết sức vui nhộn, và xin mời những nghệ sĩ của chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong. Với những
Trong thời gian học đấy,
thì có những cái giây phút nào mà bạn muốn nói ra cái gì đấy mà bạn giữ gì, bạn phải cắn cái vỏ ấy, bạn phải lấy cái vỏ bạn cắn đi. Cái muốn nói gì? Cái việc cắt cỏ là anh bán anh cũng hình như là anh cũng cấu. Thôi, bây giờ ép thế này thì đành phải nói. Tức là ngày xưa đi học thì bảy con voi đúng không? Ừ, chỉ cái học thôi, hồi xưa nhát lắm, nhút nhát. Thế thì thôi thì hôm nay tự khai, chắc là anh em cũng muốn nói thì thôi nói. Ngày xưa đi học thì nam nữ thì cũng có vẻ là mến mến, thích thích, phục vụ. Thế thôi. Hoa thì có một cái là cũng rất rất là cần cảm mến, tức là phục bạn Kim Anh. Thế thôi. Thế thì rất may là cái hay ở chỗ là cho đến bây giờ thì ví dụ như là gia đình của tớ với gia đình bạn Kim Anh lại rất là thân nhau. Các bạn đang hoan nhau. Vợ của Kim Anh thì là vợ của Khôi. Khôi thì lại học cùng với vợ mình. Thế bây giờ mình phải rất thân với bạn Khôi. Thế là rất là, đấy là cái tình cảm đấy là rất tốt, rất hay. Vẫn chơi được với nhau, vẫn quý nhau. Và Khôi học cùng với Nguyệt vợ tớ. Thế thì tớ lại học với bạn Kim Anh. Thế thì từ từ thì bây giờ cũng thành 40 năm rồi nhỉ? Thế thì cái nhút nhát của mình thì có ý tự nhiên là kết thúc khóa học. Bây giờ tất cả hai gia đình chơi với nhau rất tốt. Thế là... Không. Tớ thực sự là tớ cũng rất quý mến bạn Khôi, chồng của Kim Anh. Đúng không? Đại khái là thế. Thế thôi. Xin hết ạ. Tôi rất vui khi được tham gia buổi này. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức, bạn Thắng, bạn Hoa, bạn Quỳnh Hương, bạn Cường đã chọn địa điểm và tổ chức chương trình vừa cho chúng ta ngày hôm nay. Và tôi cũng xin cảm ơn những nhà tài trợ của lớp 9B và cái sự tài trợ của các bạn làm cho chương trình chúng ta hoành tráng, chất lượng và phong phú hơn. Và thực ra thì nói về cá nhân của trường mình, tất cả thứ thì tôi cũng giới thiệu, tức là tôi là người học lâu nhất của IGP, học lâu nhất trường đầu người thương. Sau khi học đại học các bạn, tôi tham gia khóa học cao học, có cô Loan và thầy Liên học theo. Và tiếp theo đó là tôi lại học cái khóa chuyên ngành tiếng Anh trung thương mại đầu tiên của trường đầu người thương nữa, nên tôi là lâu nhất đến như thế. Và hôm nay có mặt đây tôi rất vui là tất cả các bạn ở đây đều đã thành đạt cho cuộc sống, thành đạt cho nghề nghiệp và nuôi dạy con cái thành công, thành đạt. Đấy là điều rất là vui và chúng ta được đến nhau ở đây. Và cũng như dịp này tôi xin phép thay mặt các bạn nam và sẽ tặng các bạn nữ một đoạn thơ ngắn. Và mời các bạn nghe giọng đọc của nam thanh niên kém mấy tuổi nữa thì lại tròn 70. Và với giọng đọc thổn thức nức nở cũng chỉ vì yêu. Dù giá vàng lên xuống bao nhiêu tôi không cần biết, tôi chỉ biết rằng tôi tha thiết yêu em. Được chưa? Và cũng nhân dịp này tôi xin tặng tất cả các bạn đây một kỷ niệm, và kỷ niệm nó rất là ý nghĩa trong năm nay. Và kỷ niệm năm nay nó với áo phông mê mũ của ta thì đúng là hợp như là bún đậu mê mắm tôm vậy. Vâng. Thế có nghĩa là xin bắt đầu tặng các bạn, và tí nữa thì tôi sẽ xin hát tặng một số bài. Chị Hồng Thương à? Mua chứ. Không, chị Hồng Thương không? Kỷ niệm về cái môn điện.
Trường Mai Thương. À, à, anh làm à? Hiệu gì? Anh Trường Mai Thương phải không? Trường Mai Thương. Làm luôn thôi. Anh hiểu sao? Cái này là nghĩa. Giới thiệu là vợ anh thì một vợ có kết hôn. Thì nói thì rất là công khai, thường chứng nhận là biết đâu. Mẹ hai là con cái thì cháu đầu cũng học đại học Cẩm Hương và sau tiếp theo học con học ở trong trường, và hiện nay cháu cũng làm theo cái nghề của cháu mới lựa chọn, và cũng giống như là thành bình thường thôi, tức là ông ngoại trung thân về quê lại mầm dưới. Vâng, xin trước tiên được lời xin cảm ơn tất cả, xin chúc tất cả các bạn tiếp tục coi như sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Tôi yêu trong nhà nhiều
chắc yêu trăng sáng ngày nằm, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em nồng nàn, yêu em rộn ràng, yêu em chứa chan, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em nồng nàn, yêu em rộn ràng, yêu em chứa qua hai bài hát này gào cả lên hẳn hoi là anh rất yêu em mà không có bốn đúng không? À thôi thì cái hơi hơi ý tứ một ít thôi. Nhưng mà bây giờ thì thôi chuyện biên thôi anh nói chuyện này. Đúng rồi em đừng lảng tránh. Anh nhắc lại một cái câu mà anh đã từng nói với các cái bạn gái ở trước, tức là chia làm đôi đi. Anh ví các cái bạn gái ở trong lớp như là những thiên thần, được. Thì tại sao hôm nay anh nhắc lại cái câu ấy là bởi vì sao? Bởi vì là hôm nay có Ánh, mà Ánh anh nhớ là rất là sâu sắc đấy. Nhưng mà anh nhớ một cái điều là hầu như lần nào họ cũng nhắc cái này, nhưng mà mãi mấy chục năm sau mới gặp được. Mà có lúc ở gần nhà mà cứ mong mỏi là có một lần nào bất ngờ gặp thì cháu không gặp được. À, thế thì nhắc lại là cái thời ấy là cái thời mà bọn anh trong mấy anh già có bốn anh già: Tiến già, Nghiêm già, Dũng già, Bằng già và Biên già. Bằng hay Biên? Không đủ. Đấy thì có mấy già thì với mọi người. Người thì anh những cái buổi vui như này anh cũng chợt nhớ đến mấy anh già ấy. Thật sự như thế, tức là cũng cảm thấy là mình cũng có cái gì đó may mắn là vẫn còn được sinh hoạt gặp mặt anh em. Đấy thì mình cũng cảm giác là rất là phấn khích. Với hai nữa là cũng cảm thấy trong lòng mình nó cũng lâng lâng và có một cái cảm giác là như được trẻ lại. Mặc dù là cái hòa vào với mọi người thì hình như là nó là một cái rào cản từ rất lâu rồi mà anh không vượt được qua. Đấy, thế là anh cứ ngồi ngắm các em mà cảm thấy là rất là thèm, là giá như mà mình bằng với cái tuổi này thì hay biết mấy. Đấy là một cái tâm sự rất thật. Rồi bọn em cái tuổi anh. À, đương nhiên là như thế. Nhưng mà này, chắc cái tuổi bọn anh ấy thì có khi bọn em vẫn vui thế. Mình anh và con tim bọn em vui trở lại. Đấy. Còn mỗi một người ở trong lớp đối với anh đều là những cái kỷ niệm rất sâu sắc. Cái thời gian đấy là cái thời gian anh đi bộ đội về. Có rất nhiều những cái thứ tâm tư nó khác với bọn em và cũng cái mong muốn ở cái cuộc sống lúc ấy nó cũng rất khác với cái gì bây giờ. Kính thưa cô chú, và cho đến lúc này chúng ta vẫn đang có những câu chuyện bên nhau. Đó là những câu chuyện của quá khứ, là những kỷ niệm để chúng ta ôn lại, để giúp cho cái chương trình ngày hôm nay và cho tương lai nó sẽ có được thêm những màu sắc. Đến và bây giờ thì chương trình chúng ta còn rất nhiều phần khác nhau nữa, và để chúng ta thêm một gia vị nữa cho cái cuộc trò chuyện này, đến cái tâm sự này, Quang Vũ xin được kính mời các cô chú chúng ta cùng nhau quay trở lại với sân khấu và cùng hướng lên với phần trở lại của hai ca sĩ Minh Hải và Ánh Phương với một sáng tác của Ngô Quốc Tính, ca khúc Trên Công Trường Rộn Tiếng Ca. Xin mời cô chú dành một tràng vỗ tay cho hai ca sĩ của chúng ta được không ạ? Trên công trường rộn tiếng ca.
và cho phép hai cháu xin được giới thiệu các cô chú một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Tín trên công trường Dội Tiếng Ca. Xin mời các cô chú cùng thưởng thức ạ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.